Ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dọn chuồng cho chila nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo nha. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi TikTok và Shopee của mình nữa nha. Đây là chuồng chila của bé sữa nhà mình đây. Đó. Thì chila các bạn nên dọn chuồng khoảng 2-3 ngày một lần ha. Quét dọn sạch sẽ để bé không có bị nấm hay là những cái vấn đề khác về da nha các bạn. Để các bạn sẽ thấy là sau khi một tuần mà mình chưa dọn á, là chuồng khá là dơ ha, tại vì mình cũng mới vừa quê lên. Rồi thì hôm nay mình sẽ dọn sạch chuồng cho sữa và cũng như là thay nước, thay vệ sinh hết cho sữa luôn nha. Rồi thì để có thể là cho sữa vào cái chuồng nhỏ này, cho sữa vào cái chuồng xách tay này để mình dễ dàng vệ sinh nha các bạn. Tại vì các bạn biết sao không? Khi mình mở cái cửa này ra, đó nè, đếm nè, 3, 2, 1 là con sữa nó sẽ chạy xuống đây. Đó, tại khi mà mở cái cửa này ra nó sẽ biết là nó được ra chơi các bạn. Nó sẽ biết được ra chơi. Ồ, hôm nay mở cửa không ra chơi luôn các bạn. Rồi, ok, thì bây giờ mình sắp bắt sữa vào trong chuồng ha các bạn ơi. Ừ, vô đi con ơi. Ok các bạn. Nói chung thì mình cũng huấn luyện sữa cách nó vào trong hết rồi nên là cũng dễ. Thì đầu tiên mình phải quét hết cái đống chân châu đen của con sữa rồi các bạn ơi. Sau đó thì gom hết lót đi giục ha. Đem hết đồ ra ngoài cho dễ dọn nè. Nói chung chichila nó đi yêu nhiều lắm nhưng mà nó không có thôi đâu các bạn. Bạn nào nuôi thỏ hay bổ ú hay bị hôi các bạn nên nuôi chichila ha. Ở trong phòng mới lạnh mà không nghe mùi luôn á. Ok thì bây giờ mình sẽ thay mùng cho sữa nha mọi người. Thì đây là mùng gỗ thông nha các bạn ơi. Thì mùng này mình đã rây sạch bụi rồi nên là rất an toàn cho sữa luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào chuồng ha. Mình thì thường treo cỏ nén mài rang cho sữa ở đây. Thì mỗi tuần mình sẽ treo khoảng 1 đến 2 cây ha các bạn. Chichila hay là cũng như các loại gặm nhấm khác thì các bạn nên cho các bé mài rang hàng ngày nha. Ok, bây giờ mình sẽ treo cái cành mới lên nha các bạn. Thì đây mình có cỏ nén với cành mía nha mọi người. Này không chỉ có chichila thì thỏ bọ cũng đều mài được ha. Mình có bán cái này trên Shopee của mình, bạn nào muốn tham khảo các bạn thấy lên Shopee đế chế hamster và chichila nha. Ok, treo vô hay sao khó treo dữ vậy ta. À ok, được rồi các bạn. Rồi thì đây là tổng quan chuồng sau khi dọn nha mọi người, vô cùng sạch sẽ luôn. Ở đây là tầng trên ha. Rồi bên đây là bên nhà ngủ đó nè. Bây giờ mình sẽ cho sữa vào lại chuồng nha các bạn ơi. Hello con trai, vào chuồng thôi nào. Có cái chuồng mới cái ổng hí hửng chưa kìa các bạn ơi. Bây giờ đồ ra ngoài chơi nè. Muốn giữ con sữa lại thì phải có snack nha các bạn. Snack thì một tuần mình cho ăn vài lần thôi. Như hôm nay là sữa ngoan nè, thưởng cho sữa một cục nè. Đâu rồi sữa, qua đây ba cho con nè con. Ê, ê, kêu không nghe hả? Đi nè, ăn đi. Ok. Lý do mình nuôi chichila là mà đúng mà tụi nó ăn nhìn dễ thương lắm các bạn. Hai cái tay ú nu cầm cục đồ ăn kìa. Ok, thì đây là cái clip hướng dẫn dọn chuồng của bên mình ha. Nhưng mình nói chichila nuôi thì cũng có hôi nhưng mà nó ia rất là nhiều nha các bạn. Nên là để tránh các bé bị nấm, các bạn nên dọn chuồng thường xuyên hơn nha. Trước khi nói tạm biệt thì mình sẽ rời sữa một chút xíu ha. Chichila nó các bạn biết nận á, tụi nó rất là phê luôn. Đây nè, cho mình chỉ cho. Đó, thấy chưa, coi cái mặt phê kìa đó. Đó, cho sữa một cái chén dâu rất là to luôn. Trong đó thì có cỏ khô với cỏ nén ha mọi người. Không biết học ai cái thố mà leo lên bàn ngồi ăn vậy luôn á trời. Coi nhìn ăn dễ thương chưa kìa. Rồi chứ phải tạm biệt mọi người ở đây thôi. Nếu các bạn thích video này, các bạn nhớ cho mình một like, một share và một comment nha. Các bạn nhớ bấm nút theo dõi và bấm vào cái chuông để các bạn dễ nhận thông báo hơn nha. Tạm biệt sữa nha.